Tao nói tụi bay nghe, năm nay á ngành du lịch tụi mình á xem như là chết đói. Mấy cái đứa tour guide như mình á thất nghiệp ầm ầm ngoài kia. Hên là cái nhóm mình cầm cự tới giờ này là hay lắm rồi đó. Cũng gần Tết rồi, hy vọng mấy cái dịch bệnh nó qua lẹ còn kiếm tiền Tết nữa. Thôi vô tụi bay ơi, chán quá. Chán gì chán? Chán là tụi tao ở đây chán nè, chán muốn chết nè, mày lúc nào cũng đắc xô quá đó. Tao nói chán là chán cái vụ khác chứ không phải là vụ tiền bạc. Vụ gì? Đừng nói với tao mà mày chán cái vụ thất tình nữa nha. Chứ còn vụ gì nữa? À ơi, hèn chi bữa nay không dắt bồ theo mày. Thôi bây giờ vô một cái nè, bởi vì lâu lâu nó mới bị gái gục bọn lần. Vô. Tụi bay cứ nói vậy quá sai lầm. Thằng Gia Bảo này á chỉ có bỏ con gái thôi. Wow. Không có con nào dám bỏ thằng Gia Bảo này hết. Ghê. Hiểu. Cứ sầu ke vậy chứ mắc gì nãy giờ mày cứ ủ rũ hoài. Sao? Thì chơi nhiều quá cũng chán, hiểu không? Gì? Trời ơi, hướng dương như du lịch mà nó chán. Vậy chứ mấy đứa em gái nuôi của mày đâu? Thôi đừng có nhắc. Ở đâu? Nữa. Mấy cái con nhỏ mà tao quen á, đứa nào giống đứa nấy á, không có gì khác biệt chứ chán lắm. Thì giờ á, mày kiếm đại ai đó đàng hoàng đó, mày yêu rồi cưới đi, mày đi chơi hoài. Kiếm người nào có đàng hoàng á. Tào lao, cưới gì mà cưới. Bây giờ á, tao chán mấy đứa con gái rồi. Vô mày. Vô. Mày chán gái mày đừng nói mày chơi BD, tao chơi thẳng á. Tao có BD, tao cũng không chơi BD với mày, hiểu không? Ê, chứ đừng nói mày chơi với tao nha, không nha, bỏ cái ý định đó đi. Bảo, mày BD thì không có mày. Tụi mày điên hết rồi. Chứ sao? Ý tao á, là mấy cái con nhỏ mà tao quen á. Hả? Đứa nào giống đứa nấy, không có gì mới mẻ, không có gì khác biệt. Đó. Chán lắm. Chán, ê. Vậy sao mày không thử cảm giác lạ đi? Giờ mình chơi mấy đứa chán, mình chơi gái Tây. Ê. Ừ? Được đó. Gái miền nào tao cũng đã trải qua hết rồi. Gái Tây chưa đúng không? Chỉ có gái Tây là chưa nha. Nè, tao nói mày nghe. Hên cho mày á là ngày mai tao dẫn khách là một đứa Tây. Đu. Một con nhỏ Tây. Ồ. Ghê vậy? Ừ. Đâu, coi ngon. Nhưng mà tụi Tây nó ngộ lắm. Nó không thích ai sinh hình nó hết á. Tao sinh hình rồi mà nó không cho. Thôi, vô cái nè. Mà tao cũng xong ly này là tao về tao ngủ sớm để ngày mai tao ra sân bay tao đón con nhỏ đó. Chứ mày ra trễ là nó chửi tao chết. Vậy thôi anh em uống hết chai này về luôn. Rồi ok. Rồi chia tiền luôn chứ mày tính về để tụi tao trả tiền hả? Rồi ok. Vô. Thầy ơi, hồi qua tao nhậu tụi bay xong rồi sáng nay tao tháo được tao đi không có nổi nè. Bây giờ mày đi rước nhỏ khách giùm tao đi. Con nhỏ Tây tao nói đó. Sao mày không kêu mấy thằng kia rước? Tụi nó bận hết rồi, mày ráng giúp tao đi. Mà hôm qua mày nói muốn thử cái Tây mà. Cơ hội cho mày đó. Lỡ nó xấu rồi sao ba? Trời ơi, thì đẹp mày hưởng, thì xấu rồi mày chịu. Có như tiền cái xấu mày đi. Thôi được rồi, bây giờ rước nó ở đâu? Sân bay đúng không? Bây giờ nha, nó hiện bây giờ là không có ở sân bay đâu. Nó đợi lâu quá rồi, nó bắt taxi quán cà phê rồi. Bây giờ tao cho mày địa chỉ quán cà phê nha. Mày ra đó mày đón nó giùm tao, nha. Rồi địa chỉ thì tao qua. Rồi, cảm ơn mày. Ok. Hi Anna, nice to meet you. Lấy khăn nghỉ cho tôi. Nhận đi.
Nhanh đi, tôi còn nghi ngỏi. Wow, cũng không phải gian vừa ha. Tới ngay. Má cười cho tôi. Sao người đang ôm không có làm gì hết vậy? What happened? Túi xách của tôi. Nó đâu rồi? Chắc là còn trên xe. Nè, cô đợi tôi chút. Ê, xe, xe, xe. Ê, xe ôm, xe ôm. Ê, đưa xe ra. Lẹ, 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 lẹ. Anh à, tôi kiểm tra kỹ lên xem, chứ tôi kiếm trên xe không có. À, tôi tìm được rồi. Này nè, trong tay của tôi mà. What? À, vì tôi bỏ trong vali lớn mà không nhớ. Sao cô không nói cho tôi biết? Ừ, tại vì tôi mệt lắm nên về khách sạn mà ngủ liền. Đó, giờ mới ngủ dài nè. Bây giờ bắt đầu đi chuyển được chưa? Ờ, được. Ôi, ôi, chóng mệt quá. Ôi mệt. Sao vậy? Mệt, chóng mệt anh ơi. Do cô đi xe máy không quen thôi. Ừ. Vậy thôi ở đây đi, đi gửi xe đã. Dạ. Cô phải dùng cái này nè thì ăn mới được. Nè, cầm lấy. Dùng thử đi. À, dùng cả hai, dùng cả hai. Giống như tôi nè, đây, 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 đây. Đắp lên. Trời ơi, sử dụng một tay chưa được rồi, hai tay luôn á. Thì thử đi. Đó, dễ mà. Dễ, làm gì là dễ. Nhưng mà ăn cái này á, phải để thêm một chút gia vị nữa. Quá ngon. Muối lạ lắm á. Thì đặc sản mà. Ngon lắm á. Đây hả? Ừ, đúng rồi. Dễ dụ. Ủa, anh Bảo, sao em gọi anh không nghe vậy?
Mấy nay anh bận quá nên là anh không có nghe máy em được. Bận hả? Mùa dịch này ế ẩm gần chết. Anh bận gì? Anh xạo đúng không? Anh nói thật mà. Anh đang đi với khách em không thấy hả? Đâu? À, khách anh ra rồi kìa. Thôi có gì anh đi trước nha. Hôm khác anh gặp em. Ủa? Anh Bảo. À, đây, đây, đây. Em chưa kịp nói gì mà. Đi đi, là địa điểm khác. Đây đây. Anh Bảo. Anh Bảo. Cô thấy Việt Nam như thế nào? Đẹp chứ. Ở đây chỗ nào cũng đẹp và rất là thoải mái luôn á. Rất là thích ở đây, có cảm xúc rất là thoải mái luôn á. Đúng không? Ừ? Thì bây giờ chúng ta đi đâu ạ? Ủa? Ủa? Đi đâu vậy? Đi mua nước cho cô nè. Tin bỏ tôi luôn hả? Có bỏ đâu. Nè, mua nước đi. Đi mới có chút xíu mà gọi điện cháy máy. Trời, cảm ơn. Không có gì. Từ đây. À. Muốn chụp hình thì ra đó đứng tôi chụp cho. Thấy cảnh nhiều với chụp nhiều. Chụp nhiều sao thấy cảnh. Rồi. Rồi kiểu nha. 1, 2, 3. Rồi đổi nè. 1, 2, 3. Ok quá đẹp. Được chưa, được chưa, đẹp chưa? Sao đẹp vậy ta? Tại người đẹp thì chụp lên đẹp. Thôi, để tôi chúc cho anh một cái nha. Chụp được không đó? Được chứ. Nếu anh làm được thì tại sao tôi không làm được? Ok. Rồi, xong. Đẹp chưa, đẹp chưa? Ơi à, chụp hình gì sao sao không có cái đầu? Tại vì đâu không đẹp đâu, có cần đâu. Rồi. Như vậy là được rồi. Sao cắt nửa mặt tôi? Thì mặt không đẹp thì không cần thôi, không thích thì xóa đi. Trời, bỏ tay cô luôn á. Không thích thì xóa đi. Thôi trả cô nè. Uống nước đi.
Sao anh làm như vậy? Làm như vậy mới ngon. Đây là bia Việt Nam, đúng không? Đó là để muối chứ để chanh vô uống càng ngon, càng nhiều càng ngon. Để tôi thử luôn nha. Để càng nhiều càng ngon. Bỏ hết nha. Đúng rồi, đúng rồi, bỏ hết luôn. Bỏ muối, bỏ muối. Bỏ muối. Như vậy được chưa? Được rồi. 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 1 2 3 2 3 2 3 vô. Không có uống. Ngon mà. Ngon á? Làm gì ngon? Ok, đổi đi. Uống luôn đi. À, tôi say rồi, tôi say rồi. À, tôi uống yếu. Uống đi. Tôi uống được, anh uống được chứ. Nhưng mà tôi say uống rồi. Đi. Say rồi, anh say rồi. Sao? Anh xạo em á. Uống đi. À, say rồi, tôi say rồi. Uống đi cho vui á. Ép dầu, ép mỡ, ai nở ép bia. Tụi nó nói đừng gọi phiền tôi nữa mà. Trời đất, mẹ nói cho mẹ mẹ vậy hả? Alo. Alo, alo. Ủa sao mẹ lấy số này gọi cho con? Thì điện thoại của mẹ hết tiền rồi mẹ mượn. Có chuyện gì không mẹ? Còn chuyện gì nữa? Chuyện người yêu của mẹ á. Tết này có dẫn về không đây? À, người yêu hả? À, chuyện đó thì... Alo. Alo. Alo, à mẹ ơi, khách gọi cho con rồi. Lát con gọi lại cho mẹ nha. Điện thoại anh có vấn đề gì sao anh gọi bạn bè liên tục luôn á? Anh tính bỏ đói tôi hả? Tôi có mua đồ ăn cho cô nè. À, đợi tôi chút. À, con nghe mẹ ơi. À, cưới gì mà cưới, có yêu đương gì đâu mà cưới mẹ. Trời, con chưa có bạn gái. Với lại con đang dẫn khách rồi. Nói chuyện với mẹ sau. Có chuyện gì vậy? Không có gì đâu. Lại bàn ngồi ăn đi. Cô đợi tôi chút. Phiền gì trời. Ngon chứ? Ờ, ổn. Thôi cô ăn đi, rồi lên nghỉ ngơi. Mai chúng ta đi tiếp tục. Ủa, đấy là món gì ạ? Ờ, bún đậu đặc biệt, đặc sản đó nha. Ủa, sao mùi lạ? Thì đặc sản phải có mùi lạ thôi. À, thôi cô ăn rồi nghỉ ngơi nè, tôi đi trước ạ. Anh đi đâu vậy? Tôi đi về, cô ăn lẹ đi rồi nghỉ ngơi. Thôi, tôi muốn tối nay đi chơi tiếp chứ. Không được. Tôi sẽ gói công ty của anh. Thôi giờ muốn đi đúng không? Đi, đi. Ồ, nhưng tôi cho ăn mà. Mắm tôm nó muốn ăn không? Đi, để lên. Nè, cô dậy đi, té là tôi không chịu trách nhiệm nữa nha. Ủa sao
anh chở tôi đi xa như vậy ạ? Thì cô nói thích đi những chỗ thú vị mà. Tôi sẽ chở cô đi những chỗ thú vị. Sắp tới rồi. Tới rồi đó. Ủa? À, đây là ở đâu anh? Đây là nhà của một người bạn. Chắc cô không biết đâu. Ở Việt Nam á, ăn Tết dưới quê là vui nhất. Tôi muốn cô trải nghiệm ăn Tết đậm chất Việt Nam nên là chắc cô gì để chơi. Nhìn chắc là không có trong lịch luôn. Thì trải nghiệm thử 2 ngày đi. Nếu mà cô không thích thì tôi sẽ chở cô về Sài Gòn, chịu không? Ừ. Vô nhà. Vô đây, vô đây. Vô ngọn nước đi. Nãy giờ đi mệt rồi đúng không? Ba mẹ ơi, con về rồi. Ủa, ba mẹ hả? Hai cô chú đây á, lớn tuổi rồi. Với lại tôi hay về đây chơi nên là cô chú thương coi tôi như là con trai đó. Nên là tôi gọi như vậy cho thân mật, hiểu không? Ba mẹ ơi, con về rồi. Cái thằng quỷ, sao không chịu đi luôn đi? Thằng quỷ nè. Chào cô, chào chú. Ai? Bộ con. Hả? Bộ là gì à? À, bộ là bạn. My friend. À, yeah. Ê, đợi ngồi đợi xíu nha. Hello. Du, mời uống nước. À dạ. Ngồi đi con. Cái gì đó mẹ? Nghe đang bồ con thiệt á hả? Lẽ nói xạo mẹ, bồ con đó. Con ơi là con, thiếu gì gái Việt, con không quen, con quen gái Tây. Rồi nó nói xí xù xí xào sao mẹ hiểu được? Thì cậu biết nói tiếng Việt lơ lớ mà mẹ. Rồi chưa kể mai mốt hai đứa hả quen tới mức sâu đậm á, rồi tiến tới cái việc hôn nhân đó, rồi sao mẹ dạy dỗ nó được? Rồi chưa kể nha, mẹ nghe nói bên Tây á, thường thường là ông bà cha mẹ con cháu cháu nội cháu ngoại gì không biết, dâu rể gì đó không có phân biệt, cứ gồm chung cái tiếng du vậy đó. Mà nghe nói du là mày, không lẽ giờ cháu nội gọi mẹ mày, ngôi mẹ không có chịu đâu. Thôi mà, thì quan trọng là cái thái độ của cô ấy kính trọng lễ phép với mẹ thôi chứ đâu phải là tiếng nói đâu mẹ. Nhưng mà chưa gì hết là mẹ đòi dạy người ta rồi. Thì dĩ nhiên rồi. Thì mai mốt mẹ dạy á, thì mẹ ra dấu cho cô ấy. Cô hiểu hết đó. Vì cái vấn đề đây á là mẹ. Ây da. Cái gì vậy? Ây da, sao tự nhiên đau quá ta? Chắc là con ngồi xe lâu á, bị đau cổ mẹ. Thôi con nghỉ ngơi trước nha mẹ. Ây da. Nè. Ây da. Thằng quỷ này, mỗi lần dạy nó là nó vậy đó. Gì đâu thiệt. Wow, lần đầu tiên thấy nấu ăn như vậy. Muốn thử không? I like it. Bạc ơi. Hả? Để cho Phú nha. Nè, cái này nó khói với lại bụi bẩn lắm. Để bác làm được rồi. Ok. Thôi, bây giờ nè, bác với con cùng thổi luôn ha. Dạ. 2, 3. Mắc cười quá à. Thổi lại nha. Dạ. Rồi, lửa lên rồi kìa. Dạ. Ủa gì con? Dạ, chú ơi, để cháu làm cho chú nha. Cái gì? Con muốn quét sân à? Ừ. Quét được không? Dạ được. Ừ, giỏi quá ta. Nè, giỏi quá trời luôn á. Thôi quét đi, chú làm sao chú cho cá ăn. Ha.
đổi kiểu đi. Dễ thương lắm nè. Mình coi không? Dễ thương không? Trời ơi. Dễ thương á. Alo. Lộn số rồi. Ngồi xuống ăn cơm luôn con. À, ăn cơm luôn con. Ủa, tôi được ăn ở đây luôn hả? Được chứ. Wow, gia đình này thật giống như gia đình của anh luôn á. À, bình thường á, tôi dẫn khách về đây, tôi cho khách sống một cuộc sống đậm chất của người dân Việt Nam. Nên là người ở đây rất là thương tôi giống như là con trai của họ vậy. Thì coi như là gia đình cũng đúng thôi. Chuyện bình thường mà, đúng không? Thật chứ. Ừ. Mình ăn thôi ha. Trời ơi, đồ rì cái gì vậy? Con ngồi xuống ăn luôn đi. Dạ. Dạ. Ngồi xuống con. Dạ. Mời cả nhà ăn cơm. Ăn đi con. Du. Du biết cầm đũa luôn. À, cháu biết sờ sờ thôi ạ. À. Mời Du. Cái gì? Tiếng Anh gọi ăn cơm là gì con? À, mọi người ăn ngon. Cả nhà ăn ngon. À. Rồi rồi, ăn ăn tự nhiên đi nha con. Dạ. Nha nha. Dạ. Du biết ăn mắm tôm luôn. Dạ, chuyện bình thường mà. Ôi, tôi rất là rành về Việt Nam và món nào cũng biết ăn hết. Oh, à. You very 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 good. You very good. Dạ. Ý bác gái muốn nói là con hay lắm, cái món gì của Việt Nam con cũng ăn được hết. Trời ơi, thông dịch viên giỏi dễ sợ. Dạ, trời, cảm ơn hai bác. Ủa, cô biết ăn mắm tôm khi nào vậy? Trời ơi, tôi rất là rành về Việt Nam và món nào cũng được ăn hết luôn á. Vậy sao lúc trước tôi cho anh cô nói là cô ăn không được? Ủa, anh nghĩ là anh troll tôi được thì tôi không troll anh được hả? Anh muốn cười như thế nào không? Cô không khờ như tôi nghĩ ha. Ừ. Ăn đi. Mời mọi người ăn đi, con nghe điện thoại cái nha. Đây nè. Mà con nè, cái hồi nãy á, dạ, con ăn cái này nè, con chấm, dạ, với cái mắm tôm là không có đúng. Con, dạ, phải ăn cái này nè với cái này là mới đúng. Đúng, dạ. Cái này Việt Nam ta gọi là cà pháo đó con. Cà pháo. À ba, cà pháo á, tiếng Anh đọc lại sao ba? Tôi mệt ông quá à. Dịch hoài vậy mệt. Mình biết để mai mốt mình nói chuyện với nó. Trời, dạ, ơi. Dạ, cảm ơn bác. Cái nhà có nhỏ này cũng vui ghê vậy á. Ăn đi con. Dạ, 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 dạ. Alo, 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 anh nghe đây. Anh đang đâu vậy? Anh đang dẫn khách đi du lịch ở Hà Nội. Sao em gọi anh hoài vậy? Anh đã nói là anh bận lắm mà. Khi nào anh rảnh anh sẽ gọi lại cho em. Hà Nội có lạnh không anh? Sao em biết nhà anh? Thì hỏi bạn anh là ra thôi. Lúc đầu á, em tính xuống đây để kiếm mẹ anh, nhờ mẹ anh gọi anh về. Mà không ngờ lại gặp anh ở đây. Anh đã nói với em rồi, anh với em không hợp nhau đâu. Chúng ta chỉ có thể làm bạn được thôi. Vậy là sao trước khi ngủ với tôi anh không nói câu đó? Ừ, ngủ rồi anh mới thấy không hợp đó. Ủa, what's up? À, con nhỏ tay này là mồi ngon của anh đó hả? Cô đừng có nói bậy, đi về đi. Cô cẩn thận đó nha. Tên này là tên Sở Khanh đó, chuyên gia lừa đảo để được ngủ với gái. À, chắc là chán gái Việt rồi nên tìm gái Tây á để đuổi. Tụi em đi, đi về. Về thì về, không cần phải đuổi. Anh ơi, cô này có nói thật không? Cô nói bậy đó, em đừng tin. Gì vậy con? Gì mà lớn tiếng vào đây vậy? Nhỏ đó là ai mà tối nay nó quậy vậy? Không có gì đâu ba mẹ. Sao? Mọi người đi vô trong đi.
Ồ, cô ơi. Hả? Cô là ai của Bảo? Cô hả? Dạ. Cô là mẹ anh Bảo chứ là ai? Hỏi kỳ vậy? Mẹ là người sinh ra Bảo hả? Thì đúng rồi, cô là mẹ của Bảo, tất nhiên cô là người sinh ra Bảo. Thì tại sao Bảo nói cô là bạn của Bảo á? Hả? Nó nói cô với chú là bạn nó. Trời, Bảo không? Tự nhiên sao con lại nói ba mẹ là bạn của con? Mà đây là người yêu của con, tại sao con lại nói dối nó vậy? Người yêu hả? Bảo ơi, ai là người yêu? Thì con là người yêu của nó. Làm gì có? Đừng có nói xạo. Hả? Ê, trời, con nó đi rồi kìa. Rửa khéo đi, nó giận rồi kìa. Thôi mọi người vô nhà đi. Trời, thằng này nó giận dai ghê vậy. Trời, công nhận nha, mấy đứa trẻ giờ nó làm, nó suy nghĩ cái gì, nó làm cái gì tôi cũng không biết luôn á. Anh ngồi được không? Cơ bộ em cũng thích ăn mắm tôm ha. Ăn mắm tôm phải có cà pháo mới ngon à? Nếu như ai đó không còn giận anh nữa thì Tết này anh mời em về quê ăn cà pháo với mắm tôm. Với vậy gì? Khách của anh, bạn của anh, người yêu của anh.